Trung thu tới rồi quý vị ơi. Và Lý Hương đang có mặt tại phố Lương Nhữ Học ha. Hôm nay dạo quanh một vòng phố Lương Nhữ Thần, Lương Nhữ Học. Đây là đường một chiều. Tại đây thì các nhà xung quanh thì mở thêm cái dịch vụ giữ xe ha. Và đây là cái đường hẻm huyền thoại, rất nhiều những cái bạn chụp hình đấy, như là quý vị có thể thấy ở phía bên đây ha, là đến đây để săn những cái bức ảnh đẹp. Lê Hồ sẽ đi một vòng Elsa. Nếu như quý vị có xem kênh của Lý Hương thì biết được là những năm gần trước, khoảng hai mùa Trung thu trước, Lý Hương cũng có đến phố Hồng Đàn như nghỉ học để quay rồi. Bây giờ quay thêm nữa xem coi cái chủng loại đồng đàn này là đa dạng hơn nha. Nãy giờ Lý Hương thấy những cái hình con nè, những hình con vật của hoạt hình nè. Ở phía bên kia thì cũng có một vài những cửa hàng, ở bên đây là một vài nha. Ngay đây là cắt với lại đường Nguyễn Trãi. Đây công ty thương mại Xanh Ký như là bán út. Đó là trẻ con. Bữa Lý Hương cũng có mua cái con đó rồi. Năm ngoái Lý Hương mua hai cái con này cho mấy đứa trẻ ở ngoài xóm, mấy đứa cháu. Nhìn chung thì cũng mẫu mã cũng khoảng 80-90% là như năm ngoái. Đây là những cái loại mà đèn mà đốt bằng nến nè, hình bướm, hình cá, loại to nhỏ, kích thước khác nhau. Bên
Rồi, xung quanh này có những cái trò chơi ha. Phi tiêu. Ở ngay đây thì chắn xong không có cho xe vô ha. Đến đây thì mới thấy được không khí trung thu gì ạ à. Và ở dọc hai bên đường ở bên đây thì giá mỗi chiếc xe máy hiện tại bây giờ là khoảng là 20.000. Đây, ngay phía đây là đường Nguyễn Trãi. Đấy, mọi người tha hồ chụp hình ha. Vô đây thì không có phải tốn một cái mức phí nào về cái phần bối cảnh để chụp hình cả. Tha hồ mà chụp hình. Đấy, dọc hai bên thì có những cái thức ăn vặt ha, bánh tráng nướng. Ồ, bên đây có cái món này của hai cái anh này, chắc của Ấn Độ nhỉ. Bánh Trung An Đô. Bánh này của đâu rồi chị? Bánh này của đâu rồi? Trung An Đô mà. Bánh này là bánh trứng Ấn Độ. À, bánh trứng Ấn Độ nè. Đọc thành Trung An Đô. Không, ở trên nè. Nó có menu là bánh trứng là đang à, đang bánh này của Ấn Độ. Đúng rồi, bánh này là bánh truyền thống đó chị. Con cô dâu 8 tuổi thì ngày nào cũng làm nha. À, bánh của cô dâu 8 tuổi hả? Trứng Ấn Độ. Trứng đang làm á. Yeah. Ủa, cái này là mình bán gọi là lâu lâu mình mới bán hay là sao? Thế nhưng mà em hay đi hội chợ cuối tuần đó chị, quên hay bán trứng. Còn cái này thì có dịp lễ là ngày năm nào cũng bán tại đây. À, ok. Trứng Ấn Độ. Yeah, mỗi cái bánh trứng như thế này là có giá khoảng là 40.000. Ơi, cảm ơn chị nhé. Em mới vừa ăn nguyên một tô cà ri lên giờ no lắm. Cảm ơn chị nhé. Cái thường nhìn thấy dầu mỡ thấy hơi ngán ngán gì ạ. Ok. Đấy. Vậy thôi, đây một số những cái hàng ăn chả Hàn Quốc, bánh gạo. Đây hai bạn này. Wow, cái này có những cái lon bia nữa. Heineken.
Tiger. Thank you.